Phi Lila trình bày. Đây là một bài thơ mà các cháu đã học trong các giờ tiếng Việt vừa thời gian vừa qua 3 tháng. La petite Dan Villila, 6 ans, vous récitera une poésie, l'amitié. C'est une petite poésie pour enfants qu'elle a appris durant les 3 derniers mois au cours de vietnamien. Xin mời Dan Vy. Con tên là Đăng Vi, con 8 tuổi, con đọc bài thơ tình bạn. Hôm nay đến lớp, thấy vắng tỏ nâu, các bạn họ nhau, tỏ đi đâu thế, gấu liền vô kể, tỏ bị uống rồi, này các bạn ơi, đi tâm tỏ nhé, gấu tô mua khế. Khế nhọt hài tân, mèo tô môi trăng, đắng rừng mắt nhọt, khu mua sữa bột, nay sữa đỏ nặng, chúc bằng khỏe nhanh, cùng nhau đến lớp, hợp tập tập tốt, xứng đắng trọ ngon, trọ giỏi kết toàn, xứng tình bè bằng. Hoan hô Đăng Vy, bravo Đăng Vy. Elle était très courageuse. Bây giờ chúng tôi xin phép mời anh Vượng lên phát biểu vài lời, anh giám đốc trung tâm văn hóa, Monsieur Vượng, le directeur du centre culturel. Alors bonjour à tous. J'apprécie hautement les activités du groupe Chessin et pour authentifier ma haute considération comme ça, je vais prononcer un poème réservé pour moi. Réservé pour moi. Un billet de retour à mon enfance de Rosalie Stravinsky, un juif tibétain, traduit en vietnamien. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, một vé trở về giấc mơ màu cổ tích, bút mực truyện tranh, những tiếng cười khúc khích, bàn có 5 người và một bịch bỏng ngô. Cho tôi về với thỏa biết tập tô, vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố, cột tóc hai bên lon ton trào khắp phố, chiếc xác xinh xinh đựng những món đồ hàng. Cho tôi về chơi lại ô ăn quan, bắn chun ùn đầy rồi xếp hàng vào lớp, kéo áo bàn trên, mượn bút chì tẩy thước. Mày ơi, xòe tay là có hạt ô mai. Cho tôi xin một vé không hai, vé một chiều chẳng con đường trở lại. Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi, ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài. Le dernier mot, mais en fait, le responsable de billets de TGV pour retour à mon enfance m'a hélas répondu, c'est épuisé, monsieur. Merci, monsieur le directeur du centre culturel. Nous continuons notre spectacle.